Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thân Phận đã được trình bày bởi nữ ca sĩ Khánh Chân. Thì nhân chuyện mà chúng ta nghe ca khúc Thân Phận thì mình sẽ nói một chút xíu là Khánh Chân có tin chúng ta sanh ra trong cuộc đời này và mỗi người đều có cho mình một cái số phận không? Em tin. Tại vì em thấy là đâu, có nghĩa là tại sao anh không sinh vào gia đình đấy mà anh lại là con của ba mẹ anh. Tại sao mình sinh ra mình may mắn có giọng hát. Nhiều người thật sự á, họ thích hát lắm mà họ vẫn bị đi làm bác sĩ. Đúng rồi, tức là tất cả là định mệnh. Gia đình đúng mà. Không? Có thể là kiếp trước mình đã ham hát rồi nhưng mà cái số mệnh nó tới chưa đó. Chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên. Kiếp này sinh ra mình lại phục vụ cho khán giả, mình lại mê hát. Còn những người bình thường thì người ta lại sinh vào một cái nơi khác, một cái thế giới khác, một cái đất nước khác. Còn mình thì mình lại ở Việt Nam rồi tự nhiên mình lại qua đây. Nói chung là nó có sắp xếp hết. Em nghĩ vậy. Vâng, thưa quý vị, gọi là người tính không bằng trời tính, đúng không? Mọi thứ đã được an bài, nhưng mà cá nhân mình luôn phải ý thức bản thân mình đúng là phải rồi. Cố gắng hoàn thiện bản thân mình, chứ đừng có ỷ lại vào số phận. Bởi vì người ta nói là đức năng thắng số, có nhiều khi số phận là một chuyện, mà khi con người mình có cái ý chí mạnh, mình đủ mạnh, mình có thể thắng được cả cái số phận của chính mình luôn. Cho nên người ta có những chương trình là vượt lên số phận, em thấy không? Đúng, thì người ta nói trời không phụ lòng người. Ví dụ như cái số mệnh mình là số 1, nhưng mà mình cố gắng thì ông trời cũng thương. Ông thương là biết là mình cố gắng, mà trong cái khi mình cố gắng mình phải có cái tâm mình cũng phải tốt nữa, mình cũng biết tu tâm sửa tính thì ông trời ông sẽ thương, ông sẽ bù đắp cho mình. Đúng rồi, điều đó là hợp lý. Vâng, thưa quý vị, Khánh Chân là một trong cô ca sĩ mà Hùng nghĩ là cô ấy có những cái suy tư, những cái trải nghiệm và có cả một cái trái tim hướng thiện. Chưa bao giờ thấy cô này có một cái nói xấu ai hay là làm cái gì đó scandal nào mà nó liên quan đến nghề nghiệp nhiều. Tất cả chỉ thấy là cô ấy hát và cô ấy cháy hết mình với sân khấu mà thôi. Nhưng mà có cái là đôi lúc em tính em hát rất là vui, friendly, hài hước á. Cũng có một sự khùng nhẹ. Đó, khùng nhẹ. Đôi khi nhiều người không hiểu, họ cũng có thể giận mình. Đúng rồi. Mà thật sự là mình giỡn không có ý gì cả. Đúng. Thành ra cái đó cũng là một cái lợi là vui, người ta thích. Nhưng mà nó có cái hại là những người không hiểu mình có thể họ giận. Vậy đại sư tặng cho em một câu là vui thôi, đừng vui quá. Đừng quá trớn. Cứ vui vừa là ok, mà vui quá là sẽ hiểu mình hết vui đâu. Quá là sẽ dễ bị hiểu lầm, đúng không? Đúng rồi. Ngược dòng thời gian trở lại chút xíu là cái câu đánh giá hỏi rất nhiều những người khách mời. Tức là mình ý thức được mình đam mê ca hát và mình mong muốn trở thành nghệ sĩ từ khi nào? Theo như em nghe kể lại là cái hồi bé là đã thích rồi. Hồi bé là cầm cái chai nước lọc á, là đứng trước kính là hát hoài. Tự tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu rồi, đúng không? Đã nghĩa là đã thích từ nhỏ. Rồi cũng cái cơ may cũng đưa em vào nhà trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi hả? Nhà thiếu nhi Tân Bình ở Sài Gòn. Dạ, okay. Rồi sinh hoạt thời gian, cũng quen mớ bạn. Rồi đi ra Đà Nẵng, ba mẹ lập nghiệp ở Sài Gòn, sau đó rồi muốn về Đà Nẵng lập nghiệp. Thì em về đấy thì em được vào nhà hát Trương Vương hát. Okay. Cũng có cái cơ duyên là có, nói chung là người ta gọi là có quý nhân đó. Cũng có cái phương tiện giúp mình từ lần lần mình hát những tụ điểm ở đó. Tụ điểm ở đó xong cái bây giờ cái là hát ở đó xong rồi qua Mỹ cái tiếp tục. Qua Mỹ lúc đầu cũng không có dễ đâu, anh Hùng cũng biết mà, đúng không? Lúc đầu qua mình cũng đã quen ai đâu, đúng tự rồi. Thân hết. Rồi có nhiều khi mình phải hát những cái tiệc này nọ cho người ta biết đến mình, có cái cơ hội để mình rèn giũa thêm. Tức là không có chừa bất cứ một cái cơ hội không nào có để có cái cơ hội giới thiệu bản thân mình. Sân khấu. Nói chung là mình đam mê mà, thì nơi sân khấu nào cũng là sân khấu, mình chỉ cần được hát và được có cái cơ hội để mình tập luyện thêm. Và em thấy là ông trời cũng thương em, mỗi ngày thì em thấy em cũng nghe người ta nói thì em cũng khá hơn. Và bây giờ thì em cũng mãn nguyện là mặc dù mình không phải là quá nổi trội. Chúng mình đang đi đúng không? Nhưng mà ít nhất thì cũng được cái thỏa mãn cái đam mê của những mình. Những cái gì mà mình cố gắng mình đã bắt đầu được đền đáp, đã bắt đầu có những cái thành quả để mà mình có thể có một chút tự hào và hãnh diện, đúng không? Và từ đấy là em có tin có ông tổ. Nhưng mà bản thân em cũng phải không phải là mình đừng có lười biếng. Ở nhà giống anh nói mình cũng phải warm up. Đúng để rồi. Cho cái giọng mình nó trau chuốt không ngừng. Dạ, trước khi hát cũng phải warm up. Thì đấy. Làm gì thì làm. Vâng, thưa quý vị, cái niềm tin là cái sẽ giúp chúng ta vượt qua, nhưng mà cái cố gắng sẽ là thứ đưa chúng ta đạt đến cái được cái vinh quang. Cái niềm tin chỉ là một phần thôi, còn cái sự cố gắng của bản thân sẽ quyết định 90% về cái việc chúng ta có chạm được đến với thành công hay không. Thì người ta đưa mình tới cái niềm tin là cái số nghiệp đưa mình tới cái con đường đấy. Tổ nghiệp chỉ là người sẽ khai sáng cho mình, mở cho mình một con đường. Mình biết đi cái con đường thì mình biết đi nó đúng hay không là do mình. Cho tới bây giờ thì vâng, thưa quý vị, trong suốt mấy năm tháng mà Lưu Việt Hùng có cơ hội được gặp Khánh Chân tại Hoa Kỳ thì Hùng thấy là Khánh Chân đã cố gắng từng ngày. So với cái ngày đầu tiên Hùng gặp Khánh Chân trong một cái show diễn và thấy Khánh Chân lên hát, lúc đó thực sự Hùng chưa biết Khánh Chân là ai, nhưng mà Hùng quá đặc biệt với cô gái sở hữu một cái giọng khàn, sáng vang, và khi cô ấy hát
thì rõ ràng là thực sự là anh nhớ hay nhìn được kỳ đó là em hát hát cái dòng sông hay bài gì đó ở trên cái chương trình mà có anh Hoàng Hiệp á, phải không? Đúng rồi. Dạ. Rất là hay mà thực sự là rất là bất ngờ, bởi vì là một cô gái mà nhìn thì có vẻ bánh bèo, nhìn thì có vẻ bánh bèo mít ướt, nhưng mà khi hát thì rất là nội lực mà quá là ấn tượng. Và cho tới bây giờ, vâng thưa quý vị, mấy năm đã trôi qua nhưng mà Khánh Trân đã và đang có được những cái cột mốc để ít ra mình nhìn lại và mình ý thức bản thân mình cố gắng nhiều hơn. Hy vọng là ngày thứ 6, ngày 2 tháng 11 tới đây, quý vị sẽ đến khiêu vũ trường Blue trên đường Beat để ủng hộ Khánh Trân, để nhìn một cái hành trình Khánh Trân đi chưa dài nhưng mà cũng sẽ đủ để thấy một cái sự trưởng thành của một người ca sĩ với rất nhiều sự cố gắng. Và để thăng hoa và để cùng vừa trải mình với những bản tình ca, bên cạnh đó cùng dắt dìu nhau lên nóc nhà bắt những con gà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời bắt đầu lạnh lạnh, mình nghe những bài nhạc du dương xong mình sẽ quậy tưng bừng với nhau. Thường là cái tour đầu á, là mình du dương em trước đêm, đấy. Đúng không? Rồi khi mà là rượu vào lời ra, bắt đầu lúc đấy là mọi người tưng bừng đấy. Em nghĩ là rất là vui. Nên em chỉ mong là cái mùa cái dịp lễ mà chuẩn bị mình cuối năm là thường người ta đi chơi nhiều. Đi chơi nhiều thì em chỉ mong mọi người nhớ giùm em là ngày 2 tháng 11. Thứ 6. Ngoài những cái show khác ra, mọi người nhớ giùm em là ngày 2 tháng 11. Trước mắt là có sự hiện diện của nam ca sĩ rất là đa tài, vừa MC vừa hát mà cũng hát nhạc buồn giống như Khánh Trân nãy mình đã chia sẻ. Giật cũng rất là coi như banh nóc luôn, cũng không thua gì đâu. Thành ra mọi người hãy đến đông đủ để mà chung vui tụi em nhé. Hiện tại thì vé đang còn bán ở ngoài Tú Quỳnh không? Dạ. Hay là vé đang bán ở đâu? Vé bán ở Blue chủ yếu, còn em cái số thì... phone của ban tổ chức. Dạ, ban tổ chức thì để lát nữa em có thể đưa để mà bỏ lên cái sau cái background được không anh? Bỏ lên là có cái số phone của Blue. Và quý vị có vẻ em mua tại cửa cũng được hay là đến đấy. Dạ. Còn em hiện giờ thì cũng đang cũng có tin vui là sofa thì cái VIP người ta cũng đã ủng hộ nhiều rồi. Dạ, ủng hộ là cũng gọi là cũng gần hết bàn rồi, chắc là hết rồi đó. Quá là vui. Vâng thưa quý vị, vậy là quý vị chỉ việc nốt xuống thôi. Là ngày thứ 6, ngày 2 tháng 11 đến với khiêu vũ trường Blue trong live show Khánh Trân và những người bạn, trong đó có Lưu Việt Hùng, có Thanh Nga, có Mỹ Hạnh, rồi Mỹ Hạnh có... cũng sexy lắm đó. Nói chung là nguyên một dàn một gọi hôm nay toàn hot boy hot girl không à. MC Quốc Thái là một những người rất là hoạt ngôn, ăn nói rất là khéo léo, ngày hôm đó sẽ là người dẫn chuyện và hát cũng rất là hay. Tức là ngày hôm đó là toàn mỹ nhân và toàn hot boy về mỹ nhân thôi. Cho nên là đêm đó là quý vị ngoài việc vừa được đã tai vừa còn được đã mắt nữa, chắc chắn là Khánh Trân ngày hôm đó sẽ phải thay ít nhất là 2 bộ đồ là điều chắc chắn rồi, đúng không? Và quý vị cũng thưởng thức những món ăn ngon ở trong vũ trường Blue. Đúng rồi. Cánh gà trên nước mắm, rất nhiều những món ngon, đúng không? Dạ vâng. Rất là tuyệt vời. Nói tới âm nhạc thì vâng thưa quý vị, Khánh Trân đã có cơ hội được hát với rất nhiều những sân khấu từ bé tới nhỏ. Quý vị đã thấy một cô gái không từ bất cứ một sân khấu nào, miễn sao nơi đó mình được cất cao tiếng hát, miễn sao nơi đó mình được thả hồn vào trong những bài hát. Và ngược trở lại cái dòng ký ức thì ngày nhỏ Khánh Trân có thần tượng ca sĩ nào không? Hồi nhỏ em thần tượng chắc là ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm, chị Hồng Ngọc, anh Lâm Trường. Wow. Tại vì cái thời đấy là nguyên cái nhóm đấy là hát là đúng rồi. Làn Sóng Xanh, Làn Sóng Xanh các kiểu, đúng không? Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông, đúng không? Vì những bài hát đấy là cái thời của mình là lúc nào hát nghêu ngao trơn. Đó là cả một trò kỷ niệm rồi. Dạ đúng rồi. Nói tới nói lui thì vâng thưa quý vị, là những thần tượng của tụi Hùng, của Hùng và Khánh Trân là những cái ca sĩ ở cái lứa Làn Sóng Xanh. Lúc đó là lúc nào cũng hát với dòng sông, rồi là Tình Thôi Xót Xa, hay là Chuyện Thường Tình Thế Thôi, những bài hát. Bởi vì nó thất đến liền với cái trái tim đó. Và thật ra nói là tuổi thơ cũng hơi quá, cái tuổi đó, cái tuổi bắt đầu mình biết yêu tuổi... bắt đầu cái tuổi mình biết yêu rồi, cho nên nó dễ thất, đúng không? Đúng rồi. Vâng thưa quý vị, quý vị cứ yêu cầu hoài là tại sao Lưu Việt Hùng làm show mà không có chịu hát. Thì ngày hôm nay trong cái dịp mà Hùng mời Khánh Trân lên đây thì Hùng cũng sẽ hát một bài để gửi tặng tất cả những khán giả của Khách Mời Âm Nhạc. Đó là một sáng tác rất nổi tiếng, quý vị sẽ thấy một Lưu Việt Hùng dạo chơi với Bolero, một sáng tác rất nổi tiếng là sĩ Tô Thanh Tùng, ca khúc Dã Từ. Xin được gửi tặng đến với những khán giả luôn dành thật nhiều sự quan tâm đến với Khách Mời Âm Nhạc cũng như đến với Lưu Việt Hùng. Sau đây sẽ là món quà âm nhạc của Hùng gửi tặng tất cả mọi người nhé. Dã Từ của Tô Thanh Tùng, xin mời.
trên đơn côi hót môn đại lộ buồn đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hôn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lờ đơn nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo trời em xa ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sầu thấm ướt đôi mi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giã từ đi lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lờ nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo trời em xa ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sầu thấm ướt đôi mi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giã từ đi người về lên xe hoa kỷ niệm buồn bao hôn bờ môi tắt hẳn nụ giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ.